Chào mừng các em đến với kênh học online của trường tiểu học Đào Sơn Tây. Hôm nay thầy hướng dẫn cho em một cái môn học mới. Thầy tin chắc rằng cái môn thầy sẽ em sẽ rất là thích, đó là môn địa lý qua bài 23 Châu Phi. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu tiết học nhé. Để học tốt môn này thì thầy yêu cầu các bạn chuẩn bị cho thầy, thứ nhất là phải có sách giáo khoa địa lý, cái thứ hai vở tự học, và thứ ba đó là đồ dùng học tập. Bây giờ chúng ta cùng vào bài học nha. Phần đầu tiên chúng ta sẽ đi tìm vị trí và giới hạn của Châu Phi. Trên màn hình là lược đồ tự nhiên của Châu Phi. Các em hãy quan sát thật kỹ lược đồ này và thực hiện cho thầy hai yêu cầu. Yêu cầu thứ nhất, hãy xác định vị trí của Châu Phi trên lược đồ. Yêu cầu thứ hai, Châu Phi giáp với các châu lục biển và đại dương nào? Các em hãy nhấn dừng video lại khi nào mình có đáp án rồi, mình hãy mở lên tiếp theo để mình so lại đáp án với của thầy nha. Các bạn hãy quan sát lược đồ, thầy có chú thích màu xanh, màu đỏ để cho mình biết vị trí của Châu Phi trên lược đồ. Về các phía tiếp giáp, phía Bắc giáp với Trung Hải, phía Đông Nam giáp với Ấn Độ Dương, phía Đông Bắc giáp với Biển Đỏ ngăn cách châu Á với kênh đào Suez, phía Tây giáp với Đại Tây Dương. Đại bộ phận diện tích nằm giữa chí tuyến Bắc và chí tuyến Nam, có đường xích đạo đi ngang châu lục. Như vậy, Châu Phi nằm ở phía Nam châu Âu và phía Tây Nam châu Á. Trên đây là bảng số liệu về diện tích của các châu lục. Bây giờ các bạn hãy quan sát thật kỹ bảng số liệu này và thực hiện cho thầy. Dựa vào bảng số liệu trên, cho biết Châu Phi đứng thứ mấy về diện tích trong các châu lục trên thế giới. Tương tự, các bạn cũng bấm dừng video này lại. Mình tìm hiểu xong, khi nào có kết quả các bạn hãy bấm tiếp theo để so với đáp án của thầy. Châu Phi có diện tích là 30 triệu km vuông, đứng thứ 3 trên thế giới chỉ sau châu Á và châu Mỹ thôi. Bây giờ chúng ta sẽ sang phần thứ hai, đó là địa hình, khí hậu và sông ngòi ở Châu Phi. Châu Phi có địa hình tương đối cao, gồm nhiều cao nguyên xen các vùng địa, vì thế toàn bộ châu lục được coi như là một cao nguyên khổng lồ. Các em có biết không, Châu Phi ít sông nhưng lại có một số con sông lớn, như các em hãy quan sát lược đồ tự nhiên, đó là sau sông Nin nè, sông Niger, sông Congo và sông Zambezi. Cái tên hơi khó đọc, các em chú ý nha. Và trong bốn con sông này thì sông Nin là sông dài nhất thế giới, có chiều dài là 6.693 km, thầy cung cấp thêm cho các bạn. Châu Phi, đại bộ phận châu lục nằm trong vành đai nhiệt đới, diện tích rất là rộng lớn và không có biển ăn sâu vào đất liền, vì thế khí hậu rất là nóng, khô, bậc nhất thế giới. Bây giờ chúng ta sẽ cùng khám phá về thiên nhiên Châu Phi. Ở Châu Phi có rừng rậm nhiệt đới quanh năm xanh tốt. Ở đây có nhiều loại cây mọc thành tầng, cao, thấp khác nhau. Còn ở những nơi mưa ít thì xuất hiện đồng cỏ cao, cây bụi gọi là savan. Nơi đây có nhiều loại động vật ăn cỏ như hươu cao cổ nè, ngựa vằn nè, rồi linh dương đầu bò. Ngoài ra, Châu Phi còn có các hoang mạc,
Tại đây, nhiệt độ ban ngày các em có biết không? Ban ngày có thể là lên đến 50 độ C, ban đêm là có thể là xuống tới 0 độ C. Trong các hoang mạc này thì hoang mạc Sahara là hoang mạc nhiệt đới lớn nhất thế giới. Cuối cùng thì thầy và các bạn sẽ cùng tìm hiểu sang dân cư châu Phi. Các bạn cũng quan sát bảng số liệu về dân số của các châu lục. Quan sát thật kỹ bảng số liệu. Và cho thầy biết châu Phi có dân số đứng thứ mấy trong các châu lục trên thế giới. Đúng rồi, châu Phi đứng thứ hai trong các châu lục trên thế giới. Trên đây là một số hình ảnh về người dân ở châu Phi. Các bạn có thể quan sát được không? Dân cư châu Phi chủ yếu là người da đen. Họ sống tập trung ở vùng ven biển và các thung lũng sông. Vừa rồi thì thầy đã cung cấp cho mình một số kiến thức cơ bản về châu Phi. Thầy mong là các bạn sẽ thích cái video này. Nhớ nhấn like, share và nhấn nút subscribe để theo dõi những video khác của thầy nha.